Dạ vâng, shop phụ kiện online lại xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác, đặc biệt là các bác yêu thích đam mê bẫy chim cu ngói cũng như là chim cu vẫy. Thì trong cái nội dung video này thì em sẽ xin chia sẻ lại quá trình để tạo ra những chiếc sào đánh chim cu ngói, cu vẫy. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình những cái sào hoặc là những cái thiết bị để bẫy chim cu ngói cũng như cu vẫy, ngoài ra thì rất là nhiều những cái phụ kiện khác, thì hãy để lại số điện thoại hoặc là comment bên dưới video để shop được tư vấn, được chốt hàng, gửi đơn. Và em thì cũng xin nhắc lại với các bác là hàng nhà em thì ship COD toàn quốc, các bác 100% là hàng gửi đi là các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Và giờ thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết về những cái sào mà bên nhà em mới uốn xong cái buổi chiều ngày hôm nay này. Thì không phải là 100% những cái cây hóp đá mà em chặt ở trên rừng về là uốn thành sào cho các bác đâu. Và trải qua rất là nhiều công đoạn thì cũng lựa chọn được những cái sào ưng ý để gửi tới tay khách hàng. Thì bên này là những cái sào mà nhà em là đi chặt về nhưng mà chưa uốn xong các bác nhá. Những cái cây bé như thế này thì khả năng là làm khổ cho các bác từ 2m đến 2m2 thôi. Đấy. Cây thì hóp đá nên là nó rất là đặc các bác nhá. Thì những cái buổi trước ấy thì cũng quay cho các bác xem là những cái cây này nó vẫn còn tươi. Khi uốn tươi như thế thì nó sẽ bị chả, nó sẽ bị cong này các bác nhá. Nó sẽ bị cong và phải đợi đến khi nó ôn ốt. Đấy, nó cái độ nước ở trong đấy, những cái cây tre này nó giảm đi thì khi đấy uốn thì nó sẽ không bị cong các bác nhá. Đây là những cái cây mà bên nhà em chưa uốn này. Thì như đầu video em nói thì không phải là 100% những cái cây mà em chặt ở trên rừng về là uốn thành sào cho các bác được. Đây là những cái cây loại này các bác này, những cây loại này. Cây này thì uốn không được các bác nhá. Cây này uốn thì không được, không thành được những cái sào cho các bác. Đây những cây này, ví dụ như cây này uốn xong rồi nhưng mà cái sản phẩm nó không đạt chất lượng nên là cũng loại bỏ các bác nhá. Và trước khi gửi hàng thì bên shop là cũng chọn lựa qua một lần nữa và gửi tới tay khách hàng. Đây là những cái mà có những cái là em uốn rồi, ví dụ như những cây này là đã uốn rồi. Còn những cái cây này thì một hai ngày tới khi mà công việc có rảnh một chút ấy thì em sẽ tiếp tục em uốn để tạo thành những cái bộ sào đánh chim cu ngói cũng như chim cu vẫy các bác nhá. Đây, những cái cây này là chưa uốn này. Nó vẫn còn rất là cong. Đấy. Còn bên này là cái sản phẩm mà em đã uốn rồi các bạn nhé. Uốn rồi, cây rất thẳng đây. Đây ví dụ như cây này uốn rồi đây. Cây này thì cái độ dài của nó thì các bác có thể lấy từ 2m3 đến 2m8, 2m9 ok các bác nhé. Đấy. Cây này rất là dài. Thì có những cái bộ rất là dài tạo được thành 3m các bác nhé. Có thể lấy được 3m này. Đấy, đầu kia rất là dài này. Rất là thẳng. Đấy. Rất là thẳng. Có những bộ thì có thể là lấy từ 3m, có những bộ thì lấy 2m3. Thì sau khi hoàn thành xong đấy, khi mà uốn như này rồi thì cũng chưa phải là thành phẩm đâu các bác nhá. Còn một công đoạn nữa là em sẽ bào lại tất cả những cái mắt này đấy. Cái mắt này sẽ được đánh bóng này, được dóc gọn đẹp, và sau sẽ chọn những cái cọc, một bộ của nó gồm 4 cọc bằng nhau, làm sao là lấy cho các bác những cái đầu mấu này, ở trên mấu dưới mấu đấy. Đấy là những cái điều tuyệt vời nhất. Còn không thì sẽ chọn một đầu mấu và một đầu đút ống nhựa PVC để tạo ra những cái bộ sào cho các bác đánh chim ngói. Thì các bác nào mà có nhu cầu ấy thì đặt. Khi mà các bác đặt mà hoàn thiện thì bên shop sẽ khoan lỗ sỏ dây rồi làm những cọc léo cho các bác. Đấy, những cọc léo cho các bác. Đây là những cái mớ sào mà em đã hoàn thiện xong này. Đây là những cái dụng cụ này. Thì khi mà uốn những cái sào này thì bên cơ sở em là dùng những cái bếp ga nhé, những cái bếp ga đấy, bếp ga để uốn này. Và sau khi uốn thì sẽ rung nước, đúng rung nước cho đỡ nhả ra này. Thì uốn được 8 bộ thì đã hết 5 bình ga rồi các bác nhá, cũng rất là tốn ga đấy, cũng rất là tốn ga. Thì ngoài bán những cái sào này ra thì bên shop còn bán những cái lưới để các bác úp chim cu ngói cũng như là chim cu vẫy, rồi những cái vỉ đấy, vỉ để vỉ chim nhé. Ngoài ra thì bán thêm cả những cái lồng này. Đấy, bác nào mà xem được cái video mà cần cái sản phẩm gì hoặc là có nhu cầu đặt sản phẩm gì thì hãy inbox ở dưới video hoặc là để lại số điện thoại để bên shop gọi điện đến tư vấn các bác nhé. Thì một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.